Thưa quý vị, công văn số 2404 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố ký ban hành và chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày mai 4 tháng 9 năm 2021. Theo đó, tất cả các xe vận tải hàng hóa bằng ô tô khi vào thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa không cần đăng ký sang hàng có hai trường hợp cần lưu ý. Xe ô tô quá cảnh qua địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ được giải quyết cho lưu thông nếu chủ xe, tài xế cung cấp đủ các giấy tờ theo quy định của công tác phòng chống dịch như nhận diện phương tiện có mã QR code, có hợp đồng giao nhận hàng hóa, giấy vận chuyển xác nhận nơi đi và nơi đến của đơn vị vận tải hàng hóa để chứng minh được nơi giao nhận hàng không thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. Đối với xe ô tô vận chuyển giao nhận hàng hóa ra vào nội đô thành phố Cần Thơ, khi có chứng nhận luồng xanh, sẽ được lực lượng kiểm soát quét mã QR code và sẽ được thông chốt khi đầy đủ thông tin theo quy định. Trường hợp mã QR code thể hiện thông tin chưa đầy đủ thì người trên xe phải xuất trình giấy tờ, bao gồm xét nghiệm âm tính với COVID-19, giấy phép lái xe, căn cước công dân của người trên xe.